có cái thời gian đâu mà mỗi lần xe đi, mỗi lần đi quay về anh chị. Biết sao không? Nói chung là nhiều anh, nhiều chị thắc mắc hỏi là bò này á, là tình trạng là em út bán như thế nào. Em cũng nói luôn là bò bán nhiều lắm anh chị ơi. Bây giờ khách người ta mua bò nhiều dữ lắm. Từ từ, nè cưng, nè cưng cái chân chạy giò chạy cắn đó. Giờ người ta mua bò dữ lắm anh chị, nên em không có thời gian để mà em đi quay bò lên xe anh chị ha. Hôm nay có dịp nè, quay cho anh chị coi. Thì anh chị cô chú nào mà chúng ta đang cần những cái mẫu này để mà về mình nuôi sinh sản thì mình cứ liên hệ với em nha anh chị nha. Ở đây thì ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn hình ảnh của ba con bò cái lứa nha anh chị. Thì có một con bò Angus siêu cọp và một cặp cái bô lai sinh. Ở đây thì có một con này thì nó thuộc về dòng bò bô lai Bombay. Dòng này được cái là lùng liền lực anh chị. Con này được dàn thùng với cấp mình ha anh chị ha. Rúng yếm thì thôi khỏi chê nè, ở đây đầu thì đầu trụi. Con này lỗ tai nhỏ mà được cái bình thùng, quá đẹp anh chị ơi. Lưng vai thì lực, lưng đôi vai đôi ha. Bò con cái này thì nói chung là nó tầm khoảng 7 tháng bò. Chân móng đi đứng thì hoàn thiện, không áp xe, không chật lỗi gì hết. Lông nhuyễn da mỏng anh chị nha. Mấy con bò này thì nói chung anh chị nào thích mua làm nền thì có thể liên hệ với em. Bò nè, thấy rúng yếm không, chân móng nè. Ngoại hình thì thôi khỏi chê rồi, sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh luôn anh chị nha. Màu lông da là màu bánh mì khét. Con này chiều cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m1 ha. Chốt giá cho anh chị con này 13 triệu. Anh chị cô chú nào ưng liên hệ em, 13 triệu anh chị nha. Chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không chặt lỗi gì hết. Kế bên là có một con bò Bô Lai Redman. Nè, kế bên thì mình có một con bò Bô Lai Redman. Con này thì được cái là vàng rúng yếm, cấp mình, cao to, bự con, xương sóc lớn anh chị nha. Anh chị nào thích chơi thể loại cao to, bự con, xương sóc lớn thì mình tới với em này. Em này nói về ngoại hình của nó thì nó có một cái khung vai với cấp mình rất là lực, rất là rộng nha anh chị nha. Sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Đây, lỗ tai thì không to lắm. Bô Lai Redman. Lực lưỡng, cấp mình rộng, chân móng thì đẹp, rúng thì rúng chèn, bài bản luôn. Lông nhuyễn da mỏng anh chị thấy không? Nhìn rất là có duyên. Anh chị nào nhìn vô là ưng liền cái mẫu này. Đó, con này thì được tha cái là tha nó tầm 9-10 tháng bò anh chị. 9-10 tháng bò anh chị nha. Chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không chặt lỗi gì hết. Đây, anh chị cô chú nào đang có nhu cầu mua thì có thể liên hệ với em. Đó, chốt giá cho anh chị con này giá 17 triệu. 17 triệu sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh anh chị nha. Chốt giá 17 triệu, chiều cao tại phía sau khu của con này khoảng tầm 1m25. Mét 25 ha, 26. Rồi, kế bên là một con bò Angus siêu cọp. Nói dòng siêu này thì chắc có lẽ là anh chị biết rồi. Nó là thuộc về dòng bò cực kỳ mát sữa. Con cọp này thì hiện tại bây giờ thì khó kiếm lắm anh chị ơi. Anh chị cô chú nào mà chúng ta đang trong cái giai đoạn mà kiếm cái dòng bò cọp này để về mà mình nuôi sinh sản á, thì đây là sự lựa chọn nha. Nói chung là bây giờ anh chị đi kiếm thì hơi khó thiệt à. Chứ không phải cũng có đó, chứ không phải là không có. Nhưng mà có một cái là nó vô cái khung của mình á. Chân tay to nè đó. Ngoại hình nè, cấp mình nè, rất là đồng thủ đồng dĩ luôn. Rất là đều anh chị ha. Nở vai, mông, đó, rúng. Nói chung là con bò này anh chị mua về để làm nái nền thì nó khá tốt. Ở đây thì sái lưng thì nghiêm chỉnh anh chị nha. Cọp thì nói đến mà dòng cọp này thì nó được cái là cái dòng sữa của nó có thể nuôi được 2-3 con bò bê luôn anh chị. Mát sữa dữ lắm luôn.
anh chị cô chú nào mà chúng ta đã từng nuôi những cái con cọp này rồi thì chắc có lẽ là anh chị biết em nói là anh chị biết liền. Còn anh chị nào mà chưa từng nuôi cái dòng cọp này á thì anh chị chưa có hiểu về nó đâu. Nó được cái là anh chị biết sao không? Cái nước ăn của nó mạnh, mà thêm cái ha là sữa nó nhiều ha, ngát sữa cực kỳ. Còn nói về dòng Bolasin thì nó được cái là đẻ con ra dòng 1. Anh chị phối được tất cả các dòng bò anh chị nha. Đó. Và được cái nữa là anh chị có thể để cho nó tự sinh sản không cần sự hỗ trợ của sư thú y. Nó dễ được cái nước đó ha. Mấy con bò Bolasin nè, nói chung là nó ở sạch lắm. Chứ không phải như mấy con bò kem, mấy con bò 3B. Mấy con bò kia thì nói chung là nó cũng sinh sản được. Nhưng mà có một cái là nó ở dơ lắm. Nó cứ nằm lên phân thôi. Chỗ nào mát là nó nằm anh chị. Ở đây thì ba con bò này thì anh chị nào mà cảm thấy thích con nào thì có thể liên hệ giùm em ha, 0383 777 696. Và chương trình của em sẽ tiếp tục phát sóng trên một cái kênh nữa, đó là kênh chăn nuôi bò Ba Chi Úc Ba Chi nha anh chị nha. Và cái kênh đó sẽ được phát sóng tiếp tục vào tất cả các buổi tối trong ngày vào lúc 19 giờ cũng như là 7 giờ tối anh chị nha. Rồi, hôm nay em sẽ phát sóng thêm một kênh nữa là kênh chăn nuôi bò Ba Chi, là Úc Ba Chi đó. Anh chị nào muốn mua bò giống thì chúng ta có thể thêm vào cái thời gian đó để mình theo dõi cái chương trình phát sóng của em ha. Còn cái chương trình trên kênh chăn nuôi Ba Chi thì em vẫn phát sóng bình thường vào lúc 12 giờ trưa và 8 giờ tối. Ở đây thì trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn bò nó hút quá, rồi bò nó biến động giá nữa, nên bà con cô bác anh chị mình mua rất là nhiều, nên em phải tiếp tục phát sóng thêm một kênh nữa. Anh chị cô chú nào mà muốn mua bò giống thì có thể tiếp tục theo dõi cái kênh kia của em nha. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc cái video ở đây và cập nhật cái thông tin về chiều cao của con bò cọp này cho anh chị. Con này chiều cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m22 bò. Anh chị nào cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ em và chốt em nói với cái giá là 19 triệu. 19 triệu anh chị nha. Rồi thì bây giờ xin kết thúc video đây. Hẹp lại của chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.